Phúc Hương và Hồng Thanh mến chào quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phúc Hương. Chào Hồng Thanh. Hồng Thanh ơi, hình như là mấy bữa trước Hồng Thanh có gọi cho Phúc Hương đúng không? Đúng rồi, gọi cho Hương á là để hỏi Hương cách làm bánh xếp mà cuối cùng gặp Hương không có được. Ủa nhưng mà tự nhiên sẽ thích ăn bánh xếp vậy? Biết sao không? Hôm bữa mua bánh xếp về nhà ăn ngon ớt là ngon luôn, thích quá. Thế là muốn làm chiêu đãi cho cả nhà nhưng mà không có biết cách làm. Vậy thì đơn giản rồi, ngày hôm nay Phúc Hương sẽ hướng dẫn cho Hồng Thanh cũng như là tất cả quý vị khán giả một món bánh xếp. Nhưng mà hôm bữa là Hồng Thanh đã ăn thử bánh xếp mặn rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy thì ngày hôm nay Phúc Hương sẽ hướng dẫn cho quý vị một món bánh xếp. Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món bánh xếp chay. Và để thực hiện cho món bánh xếp chay thì chúng ta cần chuẩn bị 220g bột mì, 2 quả trứng gà, 100g hem chay, củ sắn, cà rốt, hành tây, nấm mèo ngâm nở và nấm hương ngâm nở, ngò rí băm, hành bo rô băm, tương ớt và dầu mè, một số gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Công đoạn đầu tiên cho món bánh xếp chay thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ nhồi bột. Phần bột mì lúc ban đầu tách ra làm hai phần bột khác nhau. Chúng ta sẽ làm cái phần lớp vỏ bột bên ngoài, đập 2 quả trứng gà vào 140g bột mì. Nêm vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh dầu ăn nè. Trộn đều cái phần hỗn hợp bột này với dầu ăn. Và bây giờ Phước Hưng sẽ cho cái phần bột này ra. Quý vị hãy nhồi mạnh tay đến khi nào mà cảm thấy cái phần bột nó mịn lại, chúng ta nên dùng cái bàn tay mà chúng ta bóp nó không có còn lợn cợn là cái bột của chúng ta đã được rồi. Bây giờ khối bột của chúng ta cũng đã hoàn tất. Phước Hưng sẽ để vào một cái tô và chúng ta sẽ bịt kín lại ủ khoảng 30 phút. Tại sao mình phải ủ bột trong vòng 30 phút vậy Hưng? Chúng ta sẽ ủ bột khoảng 30 phút để cho bánh có độ dai, nở xốp, dễ cán. Khi chiên thì bánh sẽ giòn ngon hơn. Bây giờ Phước Hưng sẽ cần là 80g bột mì, cho vào đây là 4 muỗng canh dầu ăn. Trong món bánh xếp chay ngày hôm nay thì Phước Hưng có hướng dẫn cho quý vị là công đoạn bột là làm hai cách. Vỏ dầu nước là cái lớp mà bao bên ngoài, còn vỏ dầu này thì Phước Hưng sẽ lót ở bên trong. Tiếp theo thì chúng ta sơ chế đến cái phần nhân bánh, cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn, đầu hành bo rô băm, nấm hương nè và hem chay, hành tây cắt nhuyễn nè, củ sắn cắt nhuyễn luôn, cà rốt cho vào luôn và nấm mèo. Bây giờ Phước Hưng sẽ cho gia vị vào đây. 1 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto cùng một ít tiêu, 1/2 muỗng cà phê nước tương Phú Sĩ, 1 muỗng canh dầu mè. Xóc đều cái phần nhân này lên. Chúng ta sẽ cho ngò rí băm nè, cho phần nhân ra. Bây giờ Phước Hưng sẽ tiến hành làm bánh. Cán đến khi mà cái phần bột này đạt đến kích thước như thế nào hả Hưng? Cán có phần bột dày khoảng 2-3 ly là được rồi đó Hồng Thanh. Tiếp theo dùng cái lớp bột thứ hai phết lên. Phước Hưng sẽ cuộn tròn lại. Cuộn tròn cái phần bột lại rồi thì bây giờ Phước Hưng sẽ gấp lại. Bây giờ chúng ta sẽ cán ra. Bây giờ cắt bột ra. Cái phần nhân này trước khi làm thì quý vị nên nhớ chúng ta phải để cho cái phần nhân thật là nguội và ráo thì tạo hình sẽ dễ và đẹp hơn. Chải hết cái phần bột ra, cho nhân vào. Dùng nước thoa cái vành của bánh, dán hai cái phần nhuyễn lại. Chúng ta sẽ dán mí bánh kín để cho nhân không bị lộ ra ngoài. Bây giờ gấp cái phần mí bánh lại. Rồi. Rồi, như vậy là hoàn thành xong. Đúng rồi. Chúng ta sẽ bắt lên trên bếp một cái chảo dầu để mà tiến hành chiên bánh. Sau khi mà quý vị chúng ta thả bánh vào trong chảo dầu rồi thì quý vị nên nhớ chúng ta chiên với lửa vừa thôi. Và bây giờ Phước Hưng sẽ lần lượt vớt ra nè. Đây. Bây giờ Phước Hưng sẽ sắp phần bánh lên. Cho lên đây một đợt húng quế nè. Hưng sẽ chấm cho Hồng Thanh một ít tương ớt nè. Rồi, mời Hồng Thanh. Cảm ơn Hưng. Rất là vừa miệng của Hưng ơi. Phần vỏ bánh thì thơm, xốp, có một chút vị mặn rất là vừa ăn. Kết hợp với phần nhân ngọt, thơm, độ kết dính rất là tốt, không hề bị khô chút nào hết. Nhưng mà Phước Hưng biết không, Thanh thích nhất là cái phần vỏ bánh á. Nó rất là xốp. Không biết là cái công đoạn nào đã quyết định lên cái độ xốp của vỏ bánh này Hưng? Lúc mà Phước Hưng làm bột thì Phước Hưng đã tách ra thành hai lớp bột. Cái đó đã làm cho cái món bánh xốp của chúng ta ngày hôm nay rất là mềm và xốp, rất là ngon. Quý vị thân mến, để xem lại công thức của món ăn hoặc biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, hãy truy cập vào trang web mongonmoingay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh muốn chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.